Chào mừng bạn đến với kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi mang đến cho bạn chiến lược và chỉ báo giao dịch mới nhất và hiệu quả nhất. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn hai chỉ báo hoạt động hàng đầu đã giúp tôi đạt được thành công lớn hơn trong các giao dịch của mình. Chúng tôi sẽ khám phá kiến thức cơ bản về các chỉ báo này cũng như cách kết hợp chúng để tạo ra các giao dịch có lợi nhuận. Nhưng đó không phải là tất cả. Tôi cũng sẽ trình bày một chiến lược giao dịch mà bạn có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch này một cách tự tin. Các chỉ báo này chứa đầy thông tin cần thiết có thể áp dụng được cho bất kỳ tình huống giao dịch nào để bạn có thể tinh chỉnh cách tiếp cận và tối đa hóa lợi nhuận của mình. Tôi tin rằng kiến thức là sức mạnh và đó là lý do tại sao tôi tạo video này để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình với bạn. Vậy nên nếu bạn đã sẵn sàng đưa trò chơi giao dịch của mình lên một tầm cao mới thì hãy chắc chắn khi xem hết video này, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ thông tin có giá trị này. Vì vậy bây giờ chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng đi sâu vào chi tiết. Trước tiên, chúng ta sẽ mở nền tảng tradingview.com và truy cập vào biểu đồ bất kỳ bạn muốn giao dịch. Khi chúng tôi ở trên biểu đồ, chúng tôi sẽ chọn khung thời gian 15 phút để cung cấp cho chúng tôi cái nhìn rõ ràng về hành động giá gần đây. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển sang phần chỉ báo và tìm kiếm chỉ báo đầu tiên của chúng tôi. Các bạn chọn tên như trên màn hình nhé. Hướng chỉ báo này rất quan trọng vì nó giúp chúng tôi xác định xu hướng thị trường và tâm lý bằng cách phân tích hoạt động mua và bán của các nhà đầu tư tổ chức. Sau khi chọn dòng vốn ngân hàng chỉ báo xu hướng, chúng tôi sẽ thêm nó vào biểu đồ phía trên. Hành động giá này sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về xu hướng thị trường đang phát triển như thế nào và liệu có bất kỳ tâm lý tăng hay giảm nào giữa những người chơi lớn trên thị trường hay không. Vì bạn có thể thấy chỉ báo này cực kỳ mạnh mẽ và đó là một trong những công cụ chính mà tôi sử dụng để thực hiện các quyết định giao dịch sáng suốt, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Trong phần tiếp theo của video này, chúng tôi sẽ khám phá chỉ báo thứ hai và chỉ cho bạn cách kết hợp chúng để tạo ra các giao dịch có lợi nhuận. Vì vậy, hãy chú ý theo dõi và tiếp tục theo dõi vì bây giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Đã đến lúc giới thiệu chỉ báo thứ hai của chúng tôi, đó là thử nghiệm mua và bán lại. Chỉ báo này giúp chúng tôi xác định các điểm vào và ra chính xác bằng cách phân tích sự giao nhau của hai đường trung bình động hàm mũ. Để thêm chỉ báo này vào biểu đồ của chúng tôi sẽ quay lại phần chỉ báo và tìm kiếm thử nghiệm mua và bán lại. Sau khi chúng tôi đã chọn nó, chúng tôi sẽ thấy một số tín hiệu mua và bán xuất hiện trên biểu đồ của chúng tôi, cùng với đường chéo MA và dòng chỉ báo băng cơ bộ dao động xu hướng bên dưới. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành tinh chỉnh thiết lập của chúng tôi. Chúng tôi cần điều chỉnh cài đặt quả chỉ báo kiểm tra mua và bán lại. Trước tiên, chúng tôi sẽ bỏ chọn tùy chọn giao dịch trên biểu đồ để làm sạch biểu đồ và làm cho nó dễ đọc hơn. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển sang phần đầu vào và cuộn xuống để chọn MA1 và MA2. Những giá trị này đã được chứng minh là hoạt động tốt trong nhiều tình huống giao dịch khác nhau và là điểm khởi đầu tuyệt vời cho chiến lược của chúng tôi. Và giống như biểu đồ của chúng tôi đã sẵn sàng hoạt động, chúng tôi có thể thấy các tín hiệu mua và bán thêm bây giờ rõ ràng và bằng cách kết hợp hai đường chéo MA giúp chúng ta xác nhận hướng xu hướng. Chỉ báo mạnh mẽ này, chúng ta có nền tảng vững chắc để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Nhưng đây chỉ là phần khởi đầu. Trong phần tiếp theo của video này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các chỉ báo này cùng nhau tạo ra các giao dịch có xác suất cao. Vì vậy hãy tiếp tục theo dõi và theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết có giá trị. Khi chúng ta đã thiết lập chỉ báo, hãy xem xét kỹ hơn cách chúng ta có thể sử dụng chúng để tạo chiến lược giao dịch. Trong phần này của video mà chúng ta sẽ thực hiện tập trung vào các quy tắc mua. Trước hết chúng ta cần tìm tín hiệu mua trên biểu đồ, vì bạn có thể thấy có tín hiệu mua hiển thị trên biểu đồ. Đây là một điều kiện quan trọng vì nó cho chúng ta biết rằng có một cơ hội mua tiềm năng. Tiếp theo, cần đảm bảo rằng giá nằm trên đường giao nhau của MA. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng có hai đường MA trên biểu đồ, một đường màu hồng và một đường màu xanh lam. Giá cần phải ở trên cả hai đường này để chúng ta xem xét mua. Giao dịch khi chúng ta đã xác nhận hai điều kiện này, chúng ta cần tìm kiếm một cây nến tích cực xuất hiện trên biểu đồ. Không nhất thiết cây nến này phải xuất hiện ngay sau tín hiệu mua, có thể phải mất một hoặc hai cây nến để xuất hiện. Nhưng cuối cùng chúng ta cần xem một cây nến dương sau tín hiệu mua. Trong trường hợp này chúng ta có thể thấy rằng cả ba điều kiện đều được đáp ứng. Có một tín hiệu mua trên biểu đồ, giá nằm trên đường giao nhau của MA và một cây nến dương đã xuất hiện sau tín hiệu mua. Điều này mang lại cho chúng ta một tín hiệu mạnh mẽ, dấu hiệu cho thấy chúng ta nên tham gia giao dịch mua. Ngay bây giờ, hãy hiểu vai trò quả chỉ báo thứ hai là dòng tiền của ngân hàng. Điều kiện để có điểm vào hoàn hảo là khi giá trị của thanh màu xanh lá cây là 80 trở lên. Do đó chúng ta cần đợi thanh màu xanh lá cây đạt đến giá trị 80 khi chúng ta tiến về phía trước. Trên biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng thanh màu xanh lá cây cuối cùng đã vượt qua ngưỡng giá trị 80. Điều đó có nghĩa là chúng ta hiện có điểm vào hợp lệ. Hơn nữa, đến phía trên nó cũng là một cây nến xanh và nó nằm trên MA giao nhau với tín hiệu mua. Để điều này đáp ứng tất cả các điều kiện của chúng tôi về điểm vào hoàn hảo,
hãy cho chúng tôi biết điểm dừng lỗ của chúng tôi bây giờ là gì. Chúng tôi sẽ đặt mức dừng lỗ bên dưới, điểm giao nhau, và mục tiêu sẽ là gì nếu bạn là nhà giao dịch thận trọng thì đó là 1 với 1, nghĩa là mục tiêu cũng như mức dừng lỗ. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một biện pháp bảo vệ ở cuối video này do cuộc biểu tình lớn này trên thị trường nếu bạn có thể nhìn thấy. Ở đây thì làm cách nào chúng ta có thể bắt được cuộc biểu tình lớn này từ những biện pháp bảo vệ đó, hai điều đó cho đến cuối video này sẽ cho biết. Vì vậy bây giờ chúng ta đã xem ví dụ về giao dịch mua, hãy chuyển sang ví dụ về giao dịch bán khống. Điều kiện đầu tiên của chúng ta là tín hiệu bán sẽ xuất hiện phía trên. Biểu đồ ở đây chúng ta có thể thấy rằng xuất hiện tín hiệu bán. Điều kiện thứ hai là giá phải nằm dưới đường giao nhau, và điều kiện này cũng được đáp ứng trong trường hợp này. Tiếp theo chúng ta cần một cây nến đỏ xuất hiện. Điều đã xảy ra ở đây, sau đó chúng ta cần kiểm tra giá trị trong quỹ của ngân hàng, chỉ báo dòng tiền trong trường hợp mua trước đó. Chúng tôi đang tìm kiếm giá trị trên 80, nhưng trong trường hợp này chúng tôi cần giá trị dưới 20 trong dòng vốn cũng được đáp ứng trong trường hợp này, nên bây giờ chúng tôi có thể tham gia giao dịch bán tại đây và đặt điểm dừng thua lỗ trên mức giao nhau. Mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi sẽ là 1:1 trong giao dịch bán khống. Đây là mục tiêu ban đầu của chúng tôi. Sau này chúng tôi sẽ thảo luận cách thực hiện nó một cách chuyên nghiệp để đạt được mục tiêu tối đa. Bây giờ chúng ta hãy xem một ví dụ khác để hiểu rõ hơn. Tôi có biểu đồ 15 phút trước mặt tôi và tín hiệu mua đã được tạo ở đây, vì chúng ta có thể thấy nến của chúng ta phải có màu xanh lục. Đó là tất cả các điều kiện mua của chúng ta đều được đáp ứng và giá cao hơn điểm giao nhau. Điều kiện tiếp theo chúng ta cần kiểm tra là dòng quỹ ngân hàng đang hiển thị giá trị lớn hơn 80. Vì vậy, dựa trên những điều kiện này, chúng ta có thể vào một vị thế mua với mức dừng lỗ được đặt bên dưới điểm giao nhau. Trong mục tiêu một ban đầu, chúng ta có thể nhắm tới tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:1. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng yếu tố gì đã thể hiện một chuyển động tốt sau khi xác nhận tín hiệu mua của chúng tôi. Tôi hy vọng bạn thấy nó có nhiều thông tin và hữu ích. Đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh của chúng tôi để giao dịch nhiều hơn. Bây giờ các video hãy xem xét một ví dụ ngắn khác để hiểu rõ hơn. Bây giờ hãy xem biểu đồ đưa ra tín hiệu bán và giá phải ở dưới điểm giao nhau. Xem chỉ báo thứ hai giá trị dòng tiền của ngân hàng ở dưới mức 20. Bây giờ mọi điều kiện đã hoàn tất để thực hiện giao dịch và kiếm lợi nhuận. Vì vậy hãy xem cách tối đa hóa mục tiêu thay vì một như một, làm cách nào để tăng nó. Có 3 loại nhà giao dịch trên thị trường. Một là những nhà giao dịch bảo thủ, họ không thích mạo hiểm chút nào. Có những loại khác ở đó là sự kết hợp giữa bảo thủ và chấp nhận rủi ro. Điều này có nghĩa là họ không gặp quá nhiều rủi ro và không quá bảo thủ. Và thứ ba là những người chấp nhận rủi ro, thích chấp nhận rủi ro trên thị trường, nên từng người một chúng tôi thấy cách chúng tôi tối đa hóa lợi nhuận của mình với chiến lược này. Vì vậy, trước hết như tôi đã nói với các nhà giao dịch bảo thủ dành cho nhà giao dịch, nếu chúng ta thấy ví dụ này thì tín hiệu mua đã đến đây và mục nhập của chúng ta sẽ được thực hiện trên cây nến này. Vì vậy như tôi đã nói với các nhà giao dịch bảo thủ, một là hãy sửa mục tiêu. Các nhà giao dịch, đường giao nhau của thị trường màu xanh lam mà bạn đang thấy này cho thấy thị trường đóng cửa bên dưới nó, và sau đó nếu bất kỳ cây nến đỏ nào được tạo ra ở đây thì họ đặt lợi nhuận từ giao dịch của họ trên vị trí đó. Để bạn có thể thấy rằng loại nhà giao dịch thứ hai có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nhà giao dịch bảo thủ trên thị trường. Nhưng đôi khi điều xảy ra là sau khi thị trường tăng lên một chút, nó chạm mục tiêu từng đối một và sau đó ngay lập tức đi xuống từ đó. Do đó lệnh dừng lỗ của loại thứ hai, nhà giao dịch đôi khi bị tấn công. Bây giờ chúng ta hãy xem loại nhà giao dịch thứ ba làm gì. Cả ba đều có mức dừng lỗ giống nhau, nhưng các nhà giao dịch loại thứ ba chốt lời khi thị trường đóng cửa dưới đường dưới. Vì vậy bạn sẽ để thấy rằng loại nhà giao dịch thứ ba có thời điểm lớn hơn. Vì vậy hãy xem nhanh một số ví dụ. Để ở đây chúng tôi có tín hiệu ngắn hạn, điểm vào lệnh của chúng tôi sẽ là tín hiệu ngắn này vì dòng tiền cũng dưới 20. Như tôi đã nói với bạn, nhà giao dịch thận trọng sẽ chốt lãi ở đây với mục tiêu là 1:1. Có loại nhà giao dịch thứ hai, họ sẽ chốt lời ở đây, nó đóng cửa trên đường màu xanh. Và loại thứ ba là nhà giao dịch, anh ta sẽ đợi thêm một thời gian nữa để giá đóng cửa trên đường màu cam. Vì vậy khi bạn sử dụng chỉ báo này trong khung thời gian 5 phút, điểm dừng lỗ của bạn sẽ rất nhỏ. Chúng tôi sẽ thêm chuyển động 200 kỳ trung bình trong biểu đồ và chúng tôi sẽ sử dụng giá trị đó để lọc các tín hiệu giả. Tôi không cần nói nhiều về điều này. Bạn có thể hiểu chỉ bằng cách xem chúng tôi sẽ không thực hiện giao dịch bán nếu giá cao hơn đường trung bình động 200. Nếu hành động giá nằm dưới đường trung bình động 200, sau đó không thực hiện giao dịch bán. Để bạn có thể thấy thiết lập của chúng tôi lọc ra các tín hiệu giả tuyệt vời như thế nào, nên chiến lược siêu chính xác. Bây giờ bạn đã biết mọi thứ về thiết lập. Vì vậy hãy kiểm tra lại và xem hiệu quả như thế nào. Chiến lược này hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau, nhưng trước đó có thể sẽ tuyệt vời nếu bạn nhấn nút thích và
đăng ký kênh vì nó thực sự khích lệ tôi làm các video tiếp theo. Bây giờ hãy kiểm tra lại khung thời gian 15 phút của biểu đồ sau. Tôi đã kiểm tra lại và đây là kết quả với 100 giao dịch trong khung thời gian 15 phút. Tỷ lệ thắng cho thiết lập của chúng tôi là 81 và lợi nhuận là 243. Khá đẹp thật tuyệt vì chúng tôi đã kiếm được lợi nhuận chỉ sau 6 tuần và chúng tôi đã có 6 sự kiện liên tiếp và 3 lần thua lỗ liên tiếp trong thời gian diễn ra backtest. Và nếu bạn muốn tìm hiểu chiến lược giao dịch yêu thích của tôi, bạn cần xem video này và đừng quên để chuông thông báo để nhận các video mới nhất. Sau đây là cài đặt một số cổ phiếu cho những tín hiệu mua trong chứng khoán.